Chào tất cả các bạn nhé. Đây là khu du lịch Co Tam, Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ở đây rất tuyệt vời các bạn. Co Tam các bạn nhé. Đi quay một vòng các bạn. Vào Đắk Lắk được hơn 10 ngày rồi mà chưa đi đâu được các bạn ạ. Suốt ngày cứ lo ăn với uống thôi, nhậu nhẹt thôi. Chưa đi tham quan được chỗ nào. Bây giờ đi một tí lấy kỷ niệm về Buôn Mê Thuột các bạn nhé. Coi một chút hình ảnh đó. Đó là hình ảnh tượng trưng các bạn nhé. Đây khu du lịch Co Tam, lên nhà sàn xem tí nhá, đẹp quá các bạn. Phía ngoài nhà sàn, bây giờ lên nhà sàn vào trong xem một tí nhá. Đây bậc thang lên đây, vào trong này. Đây, bên ngoài nhà sàn này. Một số bức tượng. Đây. Đây. Thang lên này. Đấy. Đây khu nhà gì đây nữa này. Đi khám phá một vòng thôi. Sao ông ba không đấy, ông đấy luôn. Để đàn tự hưng nữa để bỏ hai cái này với ống cho họ. Ừ, quần áo. Trumpet. Còn không này. Có cái điệu này nữa này. Đó. Còn đấy ông chú ý rồi nhìn xuống đấy là ấy thì bảo hẳn ông luôn mẹ không phải lấy cháu đó đánh đàn lục út đẹp nhỉ. Trưng trưng bớt giang nói thẳng luôn dấu ở
đấy, còn cái này là chính cái đó, gõ lên gõ xuống nhé. À, đàn trưng à? Trưng. À. Sao là công chiêng? Làm kiểu. Chiêng. Chiêng nhưng mà của họ không cho đụng sách ra đâu. Sách ra được không? Không được thôi đấy. Hỏi không nè. Chiêng. Sách rồi bỏ vô lại chứ. Bếp gì đây? Bếp nhà sàn đó. Của dân tộc đó. À. Của nướng này. À bếp nướng á? À? Không, bếp lửa đó. À bếp lửa. Không phải bếp ăn đâu. Ừ. Trong này thổ cẩm này, quần áo thổ cẩm. Cái là sẵn thôi, làm cảnh thôi. Dạ. Có đây bà. Tối. Rồi. Tối, ngồi đi. Ngồi sớm nữa. Chị cô. Đó, tay ghế vào đi. Đi xong á? Đấy, tựa vào đấy. Đó. À, đi xong đi. Không. Tựa vô đó, cầm thẻ nè. Oh, trời ơi. Sao này cũng rất là đẹp các bạn nhé. Chỗ này lâu năm mới đổ nước sấy hoặc bắt biết kiểu mà lên sao mà đổ nước đẹp mà kiểu đổ người. Đây là phía dưới nhà sàn các bạn này, khi này mình đi lên trên gạc này, phía dưới này đấy, toàn bằng gỗ thôi các bạn, đoạt bàn bằng gỗ đấy, ngồi dưới này mát lắm. Bây giờ đi một vòng xuống hồ các bạn nhé. Đi xuống dưới này. Đó, đi xuống dưới này các bạn này. Đứng trên cao quay xuống này. Đó, đi xuống dưới này. Đấy, rất đẹp. À, bậc thang đi xuống này. Nhìn này, bậc thang đi xuống này. Xuống phía dưới này đấy. Chòi, bàn ghế bằng đá, chòi đơn sơ nhưng rất đẹp. Rồi, đi xuôi phía xuống phía dưới, càng ngày đi xuôi xuống phía dưới này, bằng qua hồ lên chùa. Cầu đi lên chùa các bạn này. Đấy. Phía dưới hồ có một nhà này đấy. Đẹp lắm. Rất là mát mẻ. Ồ, đầu kia. Thác nước nhân tạo. Phía trên kia bố mẹ và chị nhà mình đang đi lên chùa. Đấy. Bây giờ leo lên các bạn nhé. Bây giờ đi lên cao nhìn xuống cảnh rất là đẹp các bạn. Nhìn xa đẹp lắm. Trên này có cây cà phê tuyệt vời luôn đấy, cà phê này, cà phê đây, quả này, cà đấy, một vườn cà luôn này,
toàn là cá nhé. Đấy. Hoa này. Chưa. Đấy. Nhà sàn. Đi xuống đi tiếp các bạn nhé. Vườn rau cây trái ổi, bên kia là ổi, vườn rau, đây là khu resort này, ai thuê ở thì ở đây này, đây là khu nghỉ dưỡng các bạn này, khu resort nghỉ dưỡng này, đây, quay tí phía bên ngoài các bạn nhé. Đẹp. Quay chủ yếu quay phong cảnh là chính thôi. Cây trái, rau củ quả cũng nhiều. Đẹp lắm. Rồi, đi xuống. Ờ, canh dây quả đây. Hàng rào bằng cây đẹp cực kỳ luôn, hàng rào bằng cây quá đẹp. Sông này thì cây trái gì cũng nhiều, nhiều loại. Đi, hoa chuối này đẹp lắm, nắng rồi, nắng. Đi xuống dưới này tiếp. Đấy, cốc vàng à. Cốc vàng. Cạnh hai bên đường đi đẹp. Ăn uống gì mà xuống đây? Đi đây thì nên trước bàn lên đây. Có. Leo được cơ. Leo. Đi. Đây có những căn nhà này dành cho khách du lịch đến ở các bạn này, ai muốn ở thì đến ở này. Đấy, có nhà riêng đàng hoàng này. Đấy, nhà bên cạnh hồ đấy, chưa, nhà có số cả đấy. Số 1, số 2, số 3 ở cạnh ven hồ ấy, nhà riêng.
chị nữa. Cờ những chỗ này vị trí chụp hình rất đẹp các bạn nhé, quá đẹp luôn. Khách làm thêm cái chỗ này này, tức là đi là chưa có chỗ này. Tao bây giờ dập, trước kia làm gì có như này. Đỉnh cầu này, đây, trên đỉnh cầu các bạn nhé. Xe điện. Mưa rồi. Trời đổ mưa rồi. Đang quay đẹp cái trời mưa. Ô rồng ấy. Ô rồng hôm nay mới vẽ được chứ, vẽ để chuẩn bới chứ, con nít chơi.